Ngày 14 tháng 12, QQ đưa tin gần đây, Huỳnh Hiểu Minh đã cùng bạn gái Diệp Kha đến Bắc Kinh để đón Giáng sinh và tuyết đầu mùa. Người hâm mộ lo lắng vì nam diễn viên đang bất chấp yêu một cô gái, được cho là thành viên cộng cán của hội săn trông dầu. Theo video mới nhất, Diệp Kha tiết lộ cô đang trang trí nhà cửa, tập pha một món đồ uống mới để dành tặng cho người yêu. Điều này cho thấy tình cảm giữa Huỳnh Hiểu Minh và bạn gái hot girl vẫn rất tốt đẹp, bất chấp thời gian qua, Diệp Kha vướng nhiều ồn ào đời tư. Gần đây, bạn gái Huỳnh Hiểu Minh bị tố nằm trong đường dây lò săn chồng đại gia. Một tài khoản mạng xã hội cho biết, tài tử Tân Bến Thượng Hải đã mắc câu bạn gái hot girl giống như thiên vương Quách Phú Thành và Phan Vị Bá trước đây. Suhu đưa tin, bên trong lò săn chồng của Ami Ngô Lạp Phượng có bao nhiêu học viên không ai rõ. Tuy nhiên đến nay, công chúng biết có ít nhất 3 người đẹp là Phương Viện, Luna Tuyên Vân và Diệp Kha đã đổi đời nhờ tham gia khóa huấn luyện của bà trùm xứ đài. Họ đều thành công tiếp cận và chiếm được tình cảm của các nam nghệ sĩ danh tiếng, giàu có hàng đầu ngành giải trí. Theo Baidu, Diệp Kha tốt nghiệp trường đại học Thâm Quyến, là hoa khôi nổi danh trong trường một thời. Cô từng tham gia nhiều cuộc thi tuyển chọn của đài truyền hình Hồ Nam. Sau đó, cô gia nhập showbiz với vai trò MC và người mẫu. Tuy nhiên, sự nghiệp nghệ thuật của Diệp Kha mờ nhạt, không để lại bất kỳ dấu ấn nào. Lợi thế ngoại hình và hình thể đẹp, đặc biệt là vòng một khá khủng, giúp cô nàng dễ dàng cuốn hút ánh nhìn của người đối diện. Tuy hoạt động sôi nổi trên mạng, nhưng cô nàng khá kín tiếng về đời tư và hầu như không đăng tải thông tin về gia đình. Nhiều tin đồn cho rằng cô nàng đã ly hôn và đang nuôi hai con. Suhu cho biết, vì con đường nổi tiếng lận đận, Diệp Kha quyết định tìm kiếm đại gia để đổi đời. Dưới sự hướng dẫn của Ngô Lạp Phượng, Diệp Kha đã cưới được một người đàn ông khá giả ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Sau khi kết hôn, dựa vào điều kiện tài chính của chồng, Diệp Kha tạo dựng thương hiệu thời trang riêng, mở thẩm mỹ viện. Tuy nhiên, Diệp Kha luôn chê chồng nghèo và không ngừng tìm kiếm chỗ dựa mới. Thời điểm chia tay chồng cũ, cô nhận được một nửa số tài sản. Sau này, hot girl này đã quen biết Huỳnh Hiểu Minh. Với câu chuyện từng đổ vỡ hôn nhân, có con riêng và hình ảnh người phụ nữ dịu dàng, hiểu biết, Diệp Kha nhanh chóng chiếm được trái tim Huỳnh Hiểu Minh. Trái ngược với việc đàng trai luôn kín tiếng trong chuyện tình cảm, Diệp Kha lại liên tục mượn tên tuổi của Huỳnh Hiểu Minh để được truyền thông nhắc đến thường xuyên hơn. Người hâm mộ cho rằng cô đang cố bám víu vào sự nổi tiếng của bạn trai để gây chú ý. Còn về Huỳnh Hiểu Minh, có lẽ anh đang rơi vào trạng thái quá si mê nên đã bị Diệp Kha qua mặt và lợi dụng. Việc Huỳnh Hiểu Minh bất chấp yêu, cố tình che nửa con mắt mình khiến người hâm mộ nam diễn viên cảm thấy lo lắng. Họ e ngại Huỳnh Hiểu Minh sẽ bị bạn gái lợi dụng tên tuổi và tiền bạc. Chưa kể thời gian qua, danh tiếng của tài tử thần điêu đại hiệp cũng bị tổn hại vì điều tiếng của Diệp Kha. Vì vậy, các fan yêu cầu Huỳnh Hiểu Minh chia tay Diệp Kha. Họ cho rằng với điều kiện của Huỳnh Hiểu Minh, anh hoàn toàn có thể tìm được một đối tượng hẹn hò tốt hơn. Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha được cho là hẹn hò hơn một năm, họ cùng đi xem triển lãm, leo núi, về quê nhà Huỳnh Hiểu Minh. Tuy nhiên thực tế, cả hai không xuất hiện chung khung hình, nam diễn viên né tránh truyền thông, kín đáo trong tình cảm. Theo Sina, dù đã đưa bạn gái về ra mắt gia đình, Huỳnh Hiểu Minh vẫn chưa có ý định kết hôn với Diệp Kha. Anh cũng hạn chế để con trai Tiểu Hải Miên tiếp xúc với người tình. Nguyên nhân là vì Angelababy không thích Diệp Kha, cô đã yêu cầu Huỳnh Hiểu Minh không để con trai gần gũi với bạn gái của anh.